Thưa các bạn, trong bài thủ thuật Photoshop hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách khắc phục cái lỗi mà mình hay mắc phải. Nói chung không phải là lỗi mà nói chung trong khi quá trình sử dụng đấy, có nhiều bạn hoặc là mình sử dụng mình các thanh công cụ này, mình làm nó lộn xộn hết cả lên đấy. Chẳng hạn như không mình mở ra đây, chẳng hạn mình thả những góc độ này ra này, các bạn nhìn này, đấy, mình không biết rằng là nó, chẳng hạn như nó nằm ở đâu hay là nó, đây, nó chạy lung tung hết này, mà các bạn thấy nó không được như cái lúc đầu của mình sử dụng và nó cảm thấy nó khó sử dụng khi mình tìm một số chức năng. Thực ra cái này nó khá đơn giản thôi. Có nhiều bạn mà mình mới sử dụng Photoshop ấy, hoặc khi mình chưa quen lắm thì mình có thể không tự nó phải bằng định được. Hoặc có mình có những người chẳng hạn như mình sử dụng quen, mình hay bố trí theo một cách sử dụng của mình thì nó phù hợp hơn. Có thể nó rộng cái thanh bảng làm việc ra, hoặc mình di chuyển được các thanh công cụ sang bên này nếu các bạn mà dùng quen là tay trái ấy. Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mình làm lộn xộn thế này thì mình không biết thế nào mình đưa lại để mình tìm một chức năng đấy. Thì các bạn có thể đưa nó về mặc định của Photoshop, nghĩa là mình đưa các công cụ hoặc các bảng của Photoshop này trở về mặc định bằng cách các bạn vào phần Windows này. Các bạn vào Workbench ha. Thì ở các bản Photoshop cũ hay là những các bản khác thì nó sẽ có cái chức năng là Default Workbench. Còn ở đây như bản mới của mình 2018 thì nó sẽ là Reset Edition này. Thì các bạn sẽ chọn vào cái phù hợp nhé. Chẳng hạn như của bạn là Default Workbench này, thì các bạn chọn vào Default Workbench. Còn của mình là Reset Edition nhé, thì mình reset lại này. Đấy, lập tức là các bảng công cụ nó chuyển về dạng mặc định nhé. Thì cái nào cần thì các bạn để lại, còn cái nào không cần các bạn bỏ đi. Chẳng hạn như cái này mình không cần nữa thì mình đóng luôn cả cái tag group này này. Nó mặc định của Photoshop mà mình để cái bảng này mình làm cho nó quen thuộc nhé. Và chẳng hạn đây một số chức năng mà mình lúc nãy mình có nhưng mình không bây giờ nó không có nó vì nó về mặc định mà. Thì mình sẽ lại vào cái Windows mình lấy ra thôi. Các bạn thiếu gì bạn lấy thôi. Nhưng mình muốn lấy cái brush ra thì mình sẽ lấy brush mình đưa vào đây. Rồi mình lấy muốn lấy thêm bảng character ra để mình có thể chỉnh tách chỉnh tiết dễ dàng thì mình lấy đây. Và khi cần cái gì nữa mình cứ lấy vào và mình có thể bố trí ở những cái nơi mình cần. Thì đấy là khi các chức năng khi các bạn cần mà nó không có. Chẳng hạn như chức năng cần thì các bạn cứ vào Windows các bạn mở nhá. Cửa sổ của nó ra có tất cả chức năng này, nó nằm ở đây này. 3D này, Action này, Adjustment này, rồi Character này, rồi tất cả các bảng nó đều nằm ở đây cả. Và khi mình cần cái gì mình vào mình lấy thôi. Còn nếu các bạn nó lộn xộn quá thì các bạn vào Windows, các bạn vào Workbench và các bạn chọn Reset Edition. Với những bản Photoshop mới như 2017, 2018 chẳng hạn, vì mình dùng 2018 mình nhớ như vậy. Còn các bản cũ nó sẽ là Default Workbench đấy. Còn ở đây nó có thêm chức năng là mình có thể tạo cái new workbench, nghĩa là mình khi các bạn làm các bạn mà muốn lưu lại cái bảng workbench của mình đấy thì các bạn bố trí nó phù hợp hết nhá. Sau đấy các bạn sẽ chọn vào Windows này, các bạn chọn vào workbench này, sau đó các bạn chọn vào new workbench này thì lập tức cái bảng workbench này nó sẽ hiện ra, thì các bạn sẽ điền tên cho nó và các bạn save nó lại. Thì sau này chẳng hạn mình lưu cái bản này này nhá, thì sau này trường hợp các bạn bố trí sai các bạn chỉ cần vào cái phần Windows, các bạn vào Workbench, các bạn vào cái phần Unity 1 này. Đây, các bạn có thể reset lại cái Unity 1 này, nghĩa là nó sẽ đưa về này. Còn nếu các bạn không muốn thì các bạn có thể delete cái Workbench này đi để nó xóa đi và bạn tạo một cái bảng Workbench các bạn lưu lại mới. Thì sau này có khi mình có làm lộn xộn đến mấy thì mình chỉ cần vào cái là nó về mặc định và mình sẽ không phải mất công vào Windows để mình mở từng cái mình cần nữa. Đấy, cho nó nhanh. Đây là có những cách khắc phục như vậy để sử dụng trong Photoshop. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nếu thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh để nhận những hướng dẫn và chia sẻ mới của mình.